Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn số 4.491 về việc triển khai công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu một, các quyện thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua. Hai, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Truyền truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Lãnh đạo các quyền thành phố chịu trách nhiệm nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương quản lý. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh khác đến địa bàn tỉnh thì công an tỉnh và công an huyện tổ chức đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn, tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe ca, có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy. Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diện tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. 3. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021. 4. Các quyền thành phố A. À, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đồng thời phối hợp, hỗ trợ chi diện phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp. Dẫn động kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy. Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, hỗ trợ người dân tỉnh Bến Tre đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn b tổ chức tiêm vaccine nhanh đúng đối tượng an toàn hiệu quả không để vaccine hết hạn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho lựa chọn vaccine lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine xử lý nghiêm kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh trong đó có việc tiêm vaccine c tăng cường quy động đội ngũ cán bộ y tế nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sẵn sàng chi diện cho các địa phương có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Có số lượng ca mắc lớn như thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế. Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, bảo đảm phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện. D. Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế, phương pháp đảm bảo sản xuất đời sống, an sinh xã hội, trực tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh, sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu, tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm. 5. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chỉ đạo công khai minh bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng chống dịch để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh. 6 thành lập ban chỉ huy chống dịch cấp tỉnh để hỗ trợ quỹ ba tri dập dịch trong thời gian sớm nhất quỹ ba nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện